5 cái chết bí ẩn trong gia đình người bị đầu độc bằng cyanua ở Đồng Nai. Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Bích sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch để điều tra về tội giết người. Bích là nghi phạm đầu độc anh NHBT, 18 tuổi, cháu ruột, bằng chất cyanua. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ cái chết bất thường của 5 người thân của Bích từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, gồm chồng, con, cha và cháu của Bích. Người dân địa phương cho biết, chỉ trong 8 tháng, lần lượt 5 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Hải, cha của Bích, tử vong một cách bất thường, chung triệu chứng tức ngực, khó thở, đau đầu, nôn ói. Đến khi anh NHBT có triệu chứng tương tự, được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ mới làm rõ được nguyên nhân do tác động bởi chất kịch độc cyanua. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông H, 44 tuổi, ngụ địa phương cho biết, ông Hải là dân gốc ở địa phương có 6 người con, 2 trai 4 gái. Bích là con thứ 3 trong gia đình. Vợ ông Hải đang sống với con trai đầu tại Mỹ. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Hải sống với vợ chồng Bích tại căn nhà là tiệm bán cơm bên cạnh giáo xứ Bắc Minh, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh. Khoảng tháng 10 năm 2023, ông T, sinh năm 1985, chồng Bích, sau một số lần đi cấp cứu tại bệnh viện đã qua đời với triệu chứng tức ngực, đau đầu, khó thở. Vài tháng sau, ông Hải cũng mất với triệu chứng tương tự. Lúc này, người dân địa phương không nghi ngờ gì và cho rằng đây là chuyện xui rủi của gia đình nạn nhân, bởi vì chồng Bích bị bệnh, từng nhập viện nhiều lần. Trong khi đó, ông Hải cũng có tiền sử bệnh tai biến. Ông H nói, theo người đàn ông này, khoảng một tháng sau khi trải qua hai đám tang, bé M, con của Bích, cũng có triệu chứng tức ngực, khó thở và tím tái toàn thân. Khi đưa đến bệnh viện, cháu cũng không qua khỏi. Lúc này, người dân địa phương bắt đầu hoang mang. Sau lễ tang, ông Lâm, sinh năm 1979, anh thứ hai của Bích, dẫn vợ và hai con về sống tại căn nhà của cha ruột. Ông Lâm và Bích tiếp tục việc bán cơm, bún thịt nướng tại chính căn nhà có mặt tiền dài 10m của gia đình. Lâm bán bún thịt nướng, cơm tấm 2 buổi sáng chiều, Bích bán cơm bình dân vào buổi trưa. Người hàng xóm cứ nghĩ biến cố gia đình của ông Hải chỉ dừng lại ở ba mạng người. Không ngờ vài tháng sau tang thương tiếp tục ập đến. Sau 2 tháng dọn về nơi ở mới, con trai út của ông Lâm có biểu hiện bệnh giống ông nội, tử vong tại bệnh viện. Kế đó, cháu ruột của ông Lâm, con của em gái thứ 5, cũng tử vong với triệu chứng tương tự. Mọi người không thể lý giải vì sao gia đình ông Hải liên tục có người chết như vậy, ông H nói. Ông H cho biết thêm, mới đây, khi đứa con trai đầu của ông Lâm bị ngất xỉu đưa đi bệnh viện cấp cứu và được bác sĩ bệnh viện Lê Văn Thịnh xác định ngộ độc cyanua, mọi người mới bắt đầu hoài nghi về 5 cái chết trước đó tại nhà ông Nguyễn Văn Hải. Bà TN, 70 tuổi, ngụ gần nhà ông Hải cho biết, thời điểm trước và trong khi xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình ông Hải sống hòa thuận. Cho nên, khi từng người nhà ông Hải qua đời, hàng xóm không chút nghi ngờ có dấu hiệu án mạng. Mọi người đồn đoán rằng, lúc chồng Bích mất, mai táng vào giờ xấu, dẫn đến gia đình bị trùng tang. Một số người khác lại cho rằng, do gen của nhà ông Hải, vì cả 5 người đều chết cùng một triệu chứng, nghi do đột quỵ. Tiệm bán cơm của Bích mỗi ngày có rất đông khách đến ăn. Tuy nhiên, cô ta liên tục mượn tiền của người dân địa phương. Họ không biết chủ quán cơm dùng số tiền trên vào việc gì. Bích nợ nhiều người từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Khi Bích bị công an bắt, một số chủ nợ đến quán cơm tìm và cộng lại số tiền cô ta nợ lên đến vài tỷ đồng, bà N nói. Theo người hàng xóm, lúc NHBT, con đầu của ông Lâm phát bệnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, gia đình phía ngoại của nạn nhân yêu cầu bác sĩ xét nghiệm máu, mới phát hiện nhiễm độc cyanua. Sau đó họ mới đến công an trình báo sự việc. Lúc này, người thân trong gia đình nghĩ do người ngoài xã hội hãm hại. Khi công an vào cuộc điều tra mới xác định chính Bích là người muốn đoạt mạng cháu ruột, bà N nói. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Văn Cần, sinh năm 1956, tổ trưởng ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhân Trạch cho biết, trước khi xảy ra những cái chết, ông Hải và con cháu sống hòa thuận, không có gì bất thường. Nhận tin Bích là nghi phạm đầu độc cháu trai bằng cyanua, ông và người dân đều bàng hoàng vì xưa nay địa phương chưa từng xảy ra vụ việc tày trời như vậy. Ông nghi ngờ 5 cái chết trước đó của gia đình ông Hải cũng có điều khuất tất. Tôi là trưởng ấp, chỉ lo các giấy tờ hành chính ở địa phương. Mọi việc bây giờ phải đợi kết luận từ cơ quan điều tra, ông Cần nói. Chất độc cyanua có dễ mua? Theo thông tin từ báo Người Lao Động, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình,
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay pháp luật quy định về việc kinh doanh hóa chất cyanua rất khắt khe. Tuy nhiên, việc mua bán hóa chất vẫn diễn ra tại các chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí, ngay cả người bán, người mua chưa đủ điều kiện mua bán hóa chất vẫn có thể sử dụng. Bằng chứng là thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng bị đầu độc bằng các hóa chất, trong đó có cyanua, gây ra chết người. Luật sư Hùng cho biết kinh doanh hóa chất cyanua là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện rất khắt khe. Cá nhân tổ chức muốn kinh doanh hóa chất độc hại này phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh như đảm bảo an toàn trong kinh doanh hóa chất, yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, phải phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất, phải có cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất. Theo luật sư Hùng, việc mua bán hóa chất độc cần có phiếu kiểm soát với sự xác nhận của cả bên mua và bên bán để làm cơ sở kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, người bán không thể kiểm soát được mục đích sử dụng của người mua và người sử dụng hóa chất độc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của mình. Luật sư Hùng thông tin, việc vi phạm trong mua bán kinh doanh hóa chất không những bị phạt hành chính mà tùy trường hợp có thể bị xử lý hình sự. Căn cứ Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất cháy, chất độc thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. Đối với việc mua bán sử dụng cyanua, Điều 312 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, phạt tù từ 5 đến 10 năm nếu làm chết hai người, phạt tù từ 10 đến 15 năm nếu làm chết ba người trở lên. Thank you.